Xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay kênh quay trở lại với chỗ bãi biển của anh Trạng và anh Tám Sơn Động thành phố Cần Thơ nha cô chú anh chị ơi. Xin giao lưu chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn lô phô mai bonsai đế quái dáng quái luôn nha quý cô chú anh chị. Đủ có xù luôn nha cô chú anh chị ơi. Mini phong cao phong lùng phong gì cũng có ha cô chú anh chị, dáng hay quái đủ kiểu luôn ha, mai vườn luôn nha cô chú anh chị, hàng mới về ha cô chú anh chị ha, còn một đống đống cây cắt phải không anh Trạng? Đúng rồi, đó mới tiễn mới dọn cái đẹp cho phôi này nha cô chú anh chị ơi. Rồi em chào luôn anh Trạng ơi. Dạ rồi, em xin kính chào cô chú anh chị trên kênh ha. Hôm nay thì em về cái lô phô mai vàng là mai vườn mai giảo hơn chị, giảo từ 5 cánh, 7 cánh, 9 cánh về. Thì kính mong chú anh chị cả nước ủng hộ em, số điện thoại là 0932999393, đó là số Zalo luôn ha. Rồi, mình bắt đầu cái đầu tiên về. Rồi, số 26. Số đầu tiên của clip hôm nay là mã số 26, 26 nha cô chú anh chị ơi. Ờ, cây đế lực luôn nha, dáng thú đế lực hồi đầu nha quý cô chú anh chị. Dữ dằn anh chị ơi. Thú đủ chân luôn ha anh chị. Có đủ. Rồi, thông số giùm em nha. Đây mã số 26 nha quý cô chú. Rồi, hoành thân dưới này là 19. Dạ, hoành là 19. Chiều cao là 44. Chiều dài anh thú là 34. Rồi, mã số 26 này em xin giao lưu với giá là 900 ngàn luôn chị ơi. 900k nha quý cô chú anh chị. Mã số 26. Mã số 26. Rồi, mã số 27. Rồi, mã số 27 là một cây dáng siêu đế. Rồi, điều luôn nha cô chú anh chị. Cây khá bíp nha anh chị. Đế điều luôn. Mã số 27 thì khá đẹp. Rồi, cây đế đẹp lắm chị ơi, đế nè ha. Đó. Cây có rồi dáng siêu nha cô chú. Cây nó có cái lắc qua lắc trở lại luôn nha. Lắc khéo ha. Rồi, thông số giùm em luôn nha. Mưa gió này cũng bị cảm. Hoành là 19 chị. Rồi, hoành là 19. Chiều cao là 32. Cái củ đế này là 45 hả anh chị. Rồi, mã số 27 em xin giao lưu giá là 800 ngàn anh chị. Rồi, 800k nha quý cô chú ơi. Rồi, mã số 28. 28 cũng là một cây dáng siêu luôn nha cô chú anh chị. 28. Đây, dáng đế ha cô chú ha. Đế cũng khá ha. Thông số mã số 28 chị em. Rồi, mã số 28. Thông số giùm em nha. Hoành là 14. Rồi, hoành là 14 nha quý cô chú. Chiều cao là 49. Rồi, rồi mã số 28 làm xin giao luôn với giá là 400 ngàn. Rồi, 400k luôn cô chú ơi. Mã số 28 luôn. Rồi, mã số 29. Mã số 29. Ờ, 29 là cây đế khá là vip nha quý cô chú anh chị nha. Chi cành đủ hết trơn luôn, ok luôn, dáng bay ha. Rồi, cô chú anh chị. Mã số 29 là một cây dáng bay. 29. Đây, cây dáng bay. Ờ, dáng bay nghệ thuật luôn anh chị, tài cành có luôn anh chị. Ờ, đế đẹp luôn nha, đế rất là đẹp nha anh chị. Cây nhỏ cây nhưng rất là khéo nha. Chị xem ha. Thông số giùm em luôn nha, một cây dáng bay rất đẹp luôn nha cô chú ơi, chi cành ok luôn ha. Hoành là 15. Cao là 39. Chiều dài cành bay là 46. Rồi, mã số 29 em xin giao lưu với giá là 800 ngàn. Rồi, 800k luôn cô chú ơi. Mã số 30. Rồi, số 30. 30. Một con thú luôn cô chú anh chị ơi. Con thú nha cô chú anh chị. Đọc lạ nha anh chị. Mã số 30. Làm kịp để họ vô nó dịch nó quay luôn à. Để mã số 30. Rồi, mã số 30. Đọc lạ nha anh chị ơi, thú dài lắm nha. Đó, những lưng dài nè. Rồi, cái chân nè cô chú anh chị nha. Chân cẳng này đủ không anh chị? Đó. Rồi, thông số em nè. Rồi. Hoành dưới này là 15. Chiều cao là 28. Chiều dài anh thú là 39 nha chú anh chị.
Mã số 30 đẹp xin giao lưu với giá là 900.000. Rồi 900k luôn cô chú ơi. Mã số 31. Rồi 31 cây sù da me nha cô chú chị, sù cớm sù cám vậy. 31. Rồi mã số 31. 31. Rồi cái dán sù, cây sù nha chị, dán trực xem. Sù ha, sù 100% luôn. À sù 100% luôn. Đó chị xem nó sù đây ha. Đó. Sù hết luôn nha anh chị, từ trên đây xuống tới rễ luôn nha. Cây khá đẹp nha anh chị. Không sớ giùm em ha. Hoành là 15. Hoành 15. Chiều cao là 30. Rồi mã số 31 đẹp xin giao lưu với giá là 700.000. Dạ 700k nha cô chú anh chị ơi, mã số 31. Mã số 32. Rồi mã số 32. Loại gì thằng gắn hơn ta? Con hai. Con gì? Gắn. Gắn à? Mã số 32 rồi, gắn thú nha anh chị, có đuôi nha. Rồi quái luôn nha cô chú anh chị ơi. Gắn thú có đuôi nha anh chị ơi. Rồi, không sớ giùm em luôn nha. Cây này đế làm dài á, đẹp hơn gì. Nói gì ai nhột cái chịu. Ta hỏi thôi mà. Hoành là 12 à. Chiều cao là 32, bye bye nữa không? Cụ đế này là 27 nha anh chị. Mã số 32 này xin giao lưu với giá là 700.000. Rồi 700k mã số 32 cô chú ơi. Mã số 33. Rồi mã số 33. Tiếp tục là cây sù chải nha anh chị ơi. À, sù chải có mà sù cốm có luôn ha. Hai ba loại luôn nè. Cây nhỏ mà sù tùm lum luôn. Đế cũng hơi khá quái xíu nha cô chú anh chị. Sù khúc này ha, nhiều ha anh chị. Ở dưới đây sù cốm, ở trên đây sù chải nha. Rồi, không sớm em ha. 33 nha cô chú. Hoành là 16. Cao là 52. Mã số 33 này em xin giao lưu với giá là 700.000 nha chị ơi. Rồi, 700k mã số 33. Rồi. Mã số 34. Mã số 34. Rồi mã số 34 là cây dán trực nha anh chị ơi. Rồi mã số 34 dán trực nha cô chú anh chị ơi, ốm nhôm da thì nứt da me hết cho cô chú, chỉ cần có luôn. Cái nhỏ này cặp luôn ha. Rồi cặp mã số 34 cặp nha anh chị. Đó. Đó một cây sù với một cây dán trực anh chị, tại vì hơi nhỏ em bán cặp luôn anh chị ơi. Rồi mã số 34 nha cô chú anh chị. 34 là bán 2 cây nha. Rồi cặp mã số 34 2 cây. Một cặp dây cây bên đây sù nha cô chú chị, cây bự sù ha, cây nhỏ sù, cũng sù chị luôn nha. Cái này có lọng lắc đẹp hơn chị. Hai cây đều sù, một cây sù da me, một cây sù da cốm. Hai cây này sù cho anh chị ơi. Thông sớ giùm em nha. Cây nhỏ nè. Hoành là 12. 12. Cao là 29. Rồi cây bự. Hoành là 15. Cao là 37. Rồi cặp 34 đều xin giao lưu với giá là 800.000 nha anh chị. Rồi 800k cặp mã số 34 là cặp sù nha cô chú anh chị. Tiếp tục là mã số 35. Mã số 35. Cái 800. Rồi mã số 35. Con dê. Mã số 35. Rồi cây dán siêu nha anh chị ơi. Cặp đó 35 hả? 34. Ừ, cặp này ba cây này mới 35 nè. Rồi thông số giùm em ha. 800. Thông số giùm em anh ơi. Rồi cặp 35 gì ơi. Hoành là 15. Dạ, hoành là 15. Chiều cao là 50. Rồi cây số 35 này xin giao lưu với giá là 500.000. Rồi 500k luôn cô chú anh chị nha. Rồi mã số 36. Rồi cây mã số 36 phong cao nha cô chú anh chị. Rồi 36 là cây dán trực nha anh chị ơi. Dán trực phong cao ha cô chú anh chị. Có nha. Mã số 36. Rồi thông số luôn anh đẹp trai ơi. 36. 36. 36. Hoành là 24. Rồi. Chiều cao là 87. Rồi mã số 36. Em xin giao lưu với giá là 700.000. Rồi 700k luôn cô chú anh chị ơi. Cây ta cần có nha anh chị. Dạ. Rồi 37 là một cặp với 36 luôn. Tiếp tục là cây dán trực luôn anh chị, cây sù nha anh chị ơi. 36 nhiêu, 35 nhiêu. Rồi cái đây sù cục 35 cô chú anh chị.
5 36 7 anh chị xem sụn ha. Nguyên cục này anh chị. Nè, nguyên cục này xù hết luôn ha. Đó, đây chạy xuống đây nè. Nè nè nè, lóc. Cái gì? Đó, xù anh chị. Đây xù dưới đây anh chị. Đó. Đi xù nhiều anh chị ơi. Đó, đây là xù nữa ha. Mã số 37. Hoành là 22. Chiều cao là 97. Rồi mã số 37 cây sù này em xin giao luôn với giá là 800.000. Rồi 800k một cây mai sù mã số 37. Mã số 38. 38 luôn nha. Rồi, cô chú anh chị. Tiếp tục là cây sù luôn chị ơi. Rồi cây sù đế đẹp luôn nha, chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Cây sù chị ơi, nguyên cục này sù hết luôn ha. Dữ dằn ha anh chị. 37 nha quý cô chú nha. Cây sù rất đẹp anh chị. Cây này nở hậu rất đọt anh chị ơi. Cây này chơi phong thủy rất là hay ha. Rồi không số giùm em luôn nha. Hoành là 28. Chiều cao là 61. Này hoành 28 mà cái đọt có 8 gì ha anh chị. Rồi mã số 38 này cây sù này em xin giao lưu với giá là 1.200.000. Rồi 1.200.000. Mã số 38. Mã số 39. Rồi mã số 39. Chực lắc luôn chị ơi. 39 là một cây dáng chực lắc luôn, phong cao luôn nha cô chú anh chị. Cái này thích hợp cho cô chú chị về mình ghép ha. Ghép bông cúc thợ hương hay đại lộc vô. Rồi thống số cho em. Hoành là 23. Cao là 100. Rồi mã số 40 ha. 39. Mã số 39 giá là 500.000. Rồi 500k luôn. Mã số 39. Mã số 40. Số 40 là một cây dáng siêu. Để nôm dáng siêu hả anh chị? Nôm dáng siêu, chỉ cần có luôn nha quý cô chú. Nó siêu hồi đầu luôn. Muốn nôm nên là lắc rất đẹp hả anh chị? Giờ dáng siêu black. Siêu black. Siêu thì nó lắc gọi là siêu black. Rồi cành này đến nôm cao ha. Hoành là 15. Cao là 50. Này nôm cao là 15. Tắt gửi ha. Rồi mã số 40 em xin giao lưu với giá là 600.000. Rồi 600k luôn. Mã số 41. Mã số 41 luôn nha cô chú anh chị ơi. Đây là thân trực lắc luôn chị ơi. Đó cây sù nha anh chị. Đây. Cục này sù nha anh chị. Đó sù nè anh chị ơi, sù chảy nha. Đây cũng có sù luôn. Chị xem ha. 41 nha quý cô chú ơi. Sù chảy bạch luôn ha anh chị. Chảy dáng trực lắc luôn. Hoành là 19. Dạ hoành là 19. Chiều cao là 72. Rồi mã số 41 em xin giao lưu giá là 600.000. Mã số 42. Rồi cây này khá đẹp nha anh chị. Rồi một cây trực lắc củ nở nha cô chú anh chị. Củ đế nở ha anh chị. Đế có luôn nha. Củ đế nở mà đế rất đẹp ha anh chị. Sáu. Tay cành khá đẹp nha anh chị, tay cành này ha. 42, mã số 42. Củ khá đẹp anh chị. Cái củ là 36 nha anh chị. Dạ, củ đế là 36. Hoành thân là 20. Chiều cao là 66. Rồi mã số 42 em xin giao lưu với giá là 800.000 nha anh chị. Rồi 800k mã số 42. Mã số 43 là cây dáng thú nha anh chị ơi. Rồi, mã số 43 nha cô chú. Có củ đế rất là đẹp nha anh chị. 43. Cây này có tay cành sẵn nha anh chị, nha anh chơi nha. Rồi, thông số giùm em ha, mã số 43. Cây đế thú luôn. Hoành là 16. Cao là 57. Rồi, mã số 43 này em xin giao lưu với giá là 600.000. Rồi 600k mã số 43. Mã số 44 là cây thú nha anh chị ơi. Rồi mã số đây. 44 nha cô chú. Nguyên thú luôn ha. Thú gõ nét luôn. Đây đích đây. Rồi chân chịu lực đồ mạnh mẽ luôn nha cô chú anh chị ơi. Một con thú ha. Diễn thú đang ngồi. Chồm về phía trước rất đẹp á. Rồi thông số giùm em luôn. Cực kỳ đẹp anh chị cái này. Một con thú dễ cưng luôn. Nhìn gì cho đẹp. Hoành là 17. Cao là 23. Chiều dài con thú là 34. Rồi mã số 44 em xin giao lưu với giá là 750.000. Rồi 750 một con thú mã số 44. Tiếp tục một con thú sù mã số 45. Thú sù anh chị. Đó, sù.
này vàng chân không biết chân gì luôn, quá hết chân cái vàng chân luôn. Này như con gít vậy. Chân này anh chị xù 100% luôn anh chị ơi. Đây cục xù ha anh chị. Khá lớn nha. Đó chị xem này, đó xù này ha. Đó. Đây trên đây xù luôn anh chị này, xù này ha. Cái này là tương lai sẽ xù hết luôn nha anh chị, xù 100% luôn nha, đang chảy xù rất là nhiều hơn anh chị ơi. Máy đất là chảy xuống hết trơn nè. Đó. Cái đó giờ chậm. Thông số giùm em luôn nha. Mã 45. 45, một cây thú xù. Khá đẹp nha anh chị. Vành là 15. Cao là 36. Chiều dài thú là 36 luôn. Mã số 45 này em xin giao lưu với giá là 1.100.000. Rồi, 1.100.000 nha quý cô chú anh chị ơi. Tiếp tục là mình đi vào trong ha. Đi vào trong nha quý cô chú ơi. Đây. Bốn mươi sáu. Để ra ngoài đi, quay trong quay ra gì? Rồi mã số 46 nha quý cô chú chị. Mã số 46. Mã số 46. Một cây bonsai có chi cành luôn nha cô chú anh chị. 46 cây là dáng quá thú. Siêu. Rồi cái này có về cái này vài bữa nữa sẽ có bông. Để nhỏ chứ đi. Tay cành nhạo nha anh chị ơi. Này đã qua nước sữa anh chị. Cái này có sù nha anh chị ơi. Đây nè. Này có nguyên cái cục sù đây nè. Này cục bú nữa ha. Nu ra. Nu. Rồi. Cái này là nở luôn nha cô chú chị. Duet. Duet. Rồi thông số cho em nha, chỉ cần nhạo đầy đủ hết nha cô chú, rồi đã sửa rồi. Mã số 46, hoành là 31. Dạ, hoành là 31. Chiều cao là 136. Này đúng rồi. Tàn ngang rộng là 87. Rồi mã số 46 này em xin giao lưu với giá là 2.800.000 ha. Rồi 2.800.000 nha cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 47 nha cô chú anh chị. Mã số 47 một cây đế nơm, chi cành có đủ luôn, dễ chơi tàn dù luôn, thân lắc luôn nha cô chú anh chị. Rồi, vàng đế có nu luôn. Này là 47 luôn. 47. Đế nu cục cục như vậy nè. Cây đế nơm khá đẹp nha anh chị, thân lắc nữa ha. Lắc rất là khéo ha. Mấy cái này dịch lại chút có đẹp không chị? Để chưa có dịch luôn. Rồi, thông số giùm em luôn nha. Chi cành đầy đủ mau chơi mau lập tàn dù luôn nha cô chú anh chị ơi. Hoành là 30. Dạ hoành là 30. Cao là 112. Để lại luôn đó. Nôm cao là 31 nha anh chị. 381 nha. Cái nôm rất đẹp. Mở số 47 em xin giao luôn với giá là 2.600.000 nha. Rồi, 2.600.000 luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 48. 48 là một khôi khổng lồ luôn nha cô chú anh chị, hai thân luôn. Rồi, phu thê. Phu thê luôn. Rồi mã số 48 là cây phu thê nha anh chị. Cây già cây lân sủ cho anh chị ơi. Đó, nhìn nó xanh nu nè, nu nè. Đó, nu nè ha. Cục cục ha anh chị, đây nè. Ở đây là mấy bắp này nó sủ cho anh chị. Nè, mấy kẻ này sủ hết trơn ha. Đây. Đó, này sủ nè anh chị. À, một khôi chi cành nhạo đầy đủ bonsai luôn nha cô chú anh chị. Tay cành nhạo luôn nha anh chị. Dáng phu thê luôn. Cây rất là đẹp lạ luôn. Đây đâu? Nè. À. Thì phu thê đang ôm nhau anh chị nè. Có hai cái tay nè. Rồi cho em mượn cái nhà. Rồi. Đế này cũng xù luôn nha cô chú anh chị. Đó. Củ đế giữ luôn, củ nó cũng xù. Đây cái tay này ha, cái tay ôm nha. Cái tay ôm nhau rồi, cái tay để đây nè. Là tổng ha. Rồi hoành tổng. Rồi tổng này là 67 ha anh chị. Rồi hoành tổng là 67 nha cô chú. Hoành thân chính là 39 nha anh chị. Dạ, thân chính là 39. Chiều cao là 116.
tổng vành đế là 190 hả anh chị. Rồi mã số 48 em xin giao luôn với giá là 6.300.000. Rồi 6.300.000 một cây mai dáng phu thê nha cô chú anh chị ơi, cây nào cũng già cây vip hết trơn luôn. Sần sùi luôn. Rồi nó cỏ rồi phải không? Lủng lỗ thịt luôn. 6 triệu mấy qua này. 63. Trời ơi sao dữ vậy không à. Số 49. Rồi mất hết trơn rồi, sáng giờ ăn gì chưa? Rồi mã số 49 là cây một cốt 3 thân nha anh chị. 49 nha cô chú anh chị, vàng đế tam tài nha. Vàng đế rất là khủng nha cô chú anh chị ơi. Đó, cái bộ đế hết hồn luôn nha. Ừ, bộ đế rất là dữ nha anh chị ơi. Đây cô chú anh chị về trồng nữa mình lời lắm nha, có lợi nhuận nha. Có gừng đây nè. Ở đây nó nu nu già nu chứ chưa có xù xù trứng. Ở đây thì cốc kìa, lên cho cốc rồi thâu sới giùm em nha. Một cây bonsai 3 thân nha cô chú anh chị, cốt 3 thân tam tài, cốt 3 thân. Chị muốn lúc xuống lùng lần tí thì cũng hút được ha. Vàng đế khủng luôn. Hoành là 33, cao là 84, tổng hành đế là 200. Rồi mã số 49 em xin giao lưu với giá là 3.600.000 ha. 3.600.000 nha cô chú anh chị ơi. Mã số 49. Mã số 50. Rồi mã số 50. Mưa là một phôi mai đế whip luôn cô chú anh chị ơi. Đế whip quyền whip luôn. Phôi mai chi cành nhạo luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 50 là mã số cây dán chụp nha anh chị. Tai cành nhạo đế nơm anh chị, đế đặt luôn nha. Ờ. 36. Ồ. Cây tai cành nhạo nha anh chị. Đế nè, đế khá biết nha anh chị, đế ha. Đẹp dữ lắm luôn nha. Khủng luôn nha cô chú. Thằng này đây em đây. Quá đẹp rồi mà. Cho em số đo đi. Cây này chứ đế nó lên sù trứng nè, nổ sưng nè, nè, nè. Phục cục nè. Cây này già cây lắm nha anh chị. Số đo 3 vòng. Hoành là 34. Hoành là 34. Chiều cao là 1m38. Rồi cái củ đế này là đế là 119. Rồi cái bầu này là 109 ha. Rồi mã số 50 em xin giao luôn với giá là 4.600.000. Rồi 4.600.000 nha cô chú anh chị ơi, một phôi mai đế rất là vip luôn nha cô chú anh chị. Đó, rồi mã số 50 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay anh chị. Cảm ơn chú anh chị đã theo dõi ha. Rồi cô chú anh chị có yêu thích kênh Cuộc Sống Thơ Vàng ha, mình bấm đăng ký kênh ha. Dạ. Rồi. Chúc cô chú chị dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha, vạn sự như ý. Rồi, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị luôn. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ kênh trong thời gian qua, ủng hộ anh Trạng ha. Ở đây cũng còn một lô mai Thủ Đức bonsai hàng chơi Tết nha quý cô chú anh chị. Cây ôm nụ luôn. Bo ghép thì lớn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị yêu thích mai giảo Thủ Đức thì liên hệ trực tiếp với anh Trạng giúp kênh nha cô chú anh chị ha. Có bông lên nè, hai tầng lớp, hai tầng bông luôn nữa. Hàng là chuẩn chơi Tết. Bao ship chậu này luôn cho cô chú anh chị ha. Okay.